Vợ nhờ chồng sửa quạt, cái kết khiến nhân mạng đúng ngang vì không cần cắm dây mà quạt vẫn chạy vù vù. Theo đó, do chiếc quạt máy ở nhà có một số vấn đề trục trặc nên chị vợ nhờ anh chồng, một kỹ sư điện tử nghiệp dư cao tay ấn, chuyên môn sửa các thiết bị điện tử trong nhà, tháo ra để kiểm tra và sửa lại. Không rõ một người một máy đã vật lộn với nhau vật vã như thế nào, để đến cuối cùng cả chị vợ lẫn anh kỹ sư gia đình đều ngỡ ngàng ngơ ngác khi nhìn thấy chiếc quạt máy không cần cắm điện mà vẫn hoạt động bình thường. Đùa nhau à? Được chưa? Được rồi. Chị hiểu luôn, không hiểu chồng làm cái gì. Bỏ được rồi. Mặc dù sức gió thổi ra hết sức là ôn nhu, chỉ đủ để làm lay động sợi tơ ngọn cỏ, không thể thổi phà phà ra gió ào ào như có nguồn điện chạy qua được. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã khiến cho mọi người phải thi nhau đặt những dấu chấm hỏi lớn. Một vài bình luận khác được mọi người để lại: vợ nhờ sửa quạt, tôi vô tình phát minh ra động cơ vĩnh cửu. Cứ để nó chạy thoải mái đi, hết tháng 7 này là tự động nó dừng quay thôi. Cái này gọi là hồi quang phản chiếu đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.